Phải nói là sự kiện Apple, vừa mới ra mắt thật sự rất đặc biệt. Có thể nói là chưa bao giờ có tiền lệ mà chúng ta có thể nhìn thấy những chiếc Apple iPhone được giới thiệu trong cùng một sự kiện lại sử dụng những con chip Apple khác nhau. Và cũng chưa bao giờ từ xưa đến nay chúng ta nhìn thấy hai loại đồng hồ Apple Watch khác nhau cùng xuất hiện trong một sự kiện. Nó có rất nhiều thứ diễn ra trong vòng khoảng hơn một tiếng sự kiện của Apple, cho nên là mình sẽ tóm tắt những ý chính, những điểm nổi bật nhất ở trên những dòng sản phẩm của Apple trong sự kiện lần này. Chúng ta sẽ nhảy vào video. Vì đây là video Nam Anh Studio và đây trên kênh Nam Anh Studio, thế nên là chẳng có lý do gì mà lại không đưa thông tin về AirPods Pro 2 đầu tiên. Chúng ta sẽ có một cái tai nghe AirPods Pro 2 mới. Nó có rất nhiều thứ mới thay vì chỉ là cái con số 2 mới. Chúng ta sẽ có một cái tai nghe có thêm loa ở trên vỏ cây. Chúng ta có thể có một cái tai nghe có khả năng vút vút. Chúng ta có một cái tai nghe mà giờ đây thân thiện hơn dành cho người tai nhỏ vì nó cho thêm cái tip tai cỡ XS. Cái con chip H1 ở trong những chiếc tai nghe trước đây của Apple được nâng cấp lên con chip H2. Và với mức giá mà có lẽ về Việt Nam có khi phải lên tới đến 8 triệu thì bây giờ các bạn sẽ có một con chip xịn hơn, kết nối tốt hơn, thời lượng pin ngon hơn. Rồi thì các bạn sẽ có không gian âm thanh ấn tượng hơn. Và mình có nghe Apple nói rằng là bây giờ họ sẽ sử dụng cái True Depth Camera để hỗ trợ tốt hơn cho cái khả năng gọi là làm âm thanh không gian Spatial Audio của chiếc tai nghe này. Thì mình nghĩ rằng là có lẽ là họ sẽ dùng cái True Depth Camera ở trên điện thoại này, xong các bạn úp vào tai, xong là nó sẽ sử dụng hồng ngoại hay cái gì đó, nó sẽ quét cái khoang tai của chúng ta. Vì bây giờ mỗi người khoang tai nó khác nhau, mà khoang tai khác nhau thì dẫn tới là âm thanh chúng ta nghe nó sẽ hơi khác nhau một tí. Vì vậy có lẽ là họ sẽ sử dụng cái công nghệ đó, và từ cái đấy nó sẽ chuyển thông tin sang cho cái Apple AirPods Pro 2 để làm sao cái tai nghe đấy nó có thể tùy biến cái EQ nó phù hợp nhất cho tai người. Thì trước đây ở năm ngoái, những chiếc tai nghe của Apple họ đã có cái tính năng là như nào đấy để có thể tùy chỉnh EQ nó phù hợp với khoang tai rồi. Nhưng bây giờ thì họ cụ thể hơn là họ sẽ có thể sử dụng cái True Depth Camera. Mình chỉ thấy có một cái như thế này. Bây giờ nếu mà có lỡ để đâu ấy, thì có cái loa con ở trên vỏ cây, bấm nó kêu tít tít đi tìm cho nó dễ. Đấy, thế thôi. Còn thực sự tiếng nó hay đến đâu, thời lượng pin nó ngon như thế nào theo như Apple quảng cáo thì thật sự lúc này chúng ta sẽ phải sờ ở trên tay thì chúng ta biết được là nó hay như thế nào, nghe đến đâu. Apple còn quảng cáo một cái rất ấn tượng là cái khả năng chống ồn của con tai nghe này nó tốt gấp 2 lần so với phiên bản đời trước. Thì đợi thôi. iPhone năm nay thì khai tử dòng iPhone 14 mini. Thế cho nên là các bạn nào mà muốn mua iPhone 14 mini thì không có. Nhưng mà mua 4 con iPhone còn lại là iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max. Đường link thì mình để lưu phiêu ở dưới phần mô tả, anh em có thể bấm vào để tham khảo. Và chúng ta sẽ có phiên bản 14 và 14 Plus đi kèm với nhau. Pro, Pro Max thì chơi chung với nhau. Hai ông sẽ được phân biệt rõ rệt nhất bởi con chip ở bên trong. Điều này khiến cho nó cái sự phân cấp giữa hai giải sản phẩm của Apple nó trở nên rất rõ rệt. 14 và 14 Plus giờ đây sẽ sử dụng con chip Apple A15 Bionic tương tự như dòng iPhone 13. Thế thì chính ra bây giờ ông nào mà xài 13 mini ấy, thì tự nhiên nó thành exclusive. Bởi vì thứ nhất là nó không còn iPhone mini. Thứ hai là đã là mini mà lại còn dùng chung phiên bản chip với con iPhone 14. Thế đâm ra là nó vừa đặc biệt, nó vừa limited, nó lại còn vừa không bị thụt lùi so với năm nay. Cấu hình nó đã dần dần trở nên không phải là một vấn đề chính nữa rồi, mà những cái trải nghiệm khác nó mới là quan trọng. Thì Apple có nói rằng là thì iPhone 14 với iPhone 14 Plus nó xài chung con chip với iPhone 13. Thế bây giờ các bạn sẽ có cái gì được nâng cấp? Các bạn sẽ có camera được nâng cấp, được quảng cáo là sử dụng cảm biến mới, các bạn sẽ chụp low light tốt hơn, các bạn sẽ chụp camera được tốt hơn, camera selfie ngon hơn. Màn hình thì mình thấy trông nó có vẻ xem thiết kế thì nhìn bề ngoài trông không khác gì con 13. Thế cho nên là mình nghĩ rằng là 14 và 14 Plus nó sẽ dành cho những người chưa mua iPhone 13. Bởi vì cái việc mà đang sử dụng iPhone 13 mà nâng lên cấp lên iPhone 14 để gọi là tăng thêm một tí về camera nó không thực sự là giá trị. Cái việc mà bỏ ra một mớ tiền năm ngoái vừa mua, sau năm nay điện thoại thì mất giá, sau lại còn mua thêm con 14 mới, thì cái việc nâng cấp nó chả có ý nghĩa gì cả. Theo mình như vậy, nó sẽ ý nghĩa hơn cho những người sử dụng kiểu từ, mình nghĩ chắc là cũng phải 12, 11 gì đó, muốn nâng cấp lên 14 thì may ra nó còn có ý nghĩa. Đó, thì mình nghĩ là đấy là cái ý nghĩa của cái con 14 và 14 Plus. Năm nay cái giải sản phẩm đấy nó không hấp dẫn lắm. Cái việc khai tử đi dòng mini thì ok, nó khai tử đi một cái dòng không hấp dẫn.
Nhưng mà nếu mà để cho 14 và 14 Plus xài chip cũ thì vô hình chung nó có tạo ra cả một series không hấp dẫn. Chuyển đến hấp dẫn hơn là Pro và Pro Max thì chúng ta có lẽ là nó sẽ quay trở về câu chuyện thường thấy. Chúng ta sẽ có một con chip mới, chúng ta sẽ có camera mới, thì chúng ta cũng sẽ có cái thiết kế nó mới, hơi mới, nó có màu tím mới. Năm nay tin đồn về tím là nó khác rồi nhá. Và cái thứ hai nữa là cái quả tai thỏ giờ đây nó tụt xuống dưới màn hình rồi nhá. Ngày xưa ấy, ông kêu cho Apple cho nó lắm mà là tai thỏ nó lẹ vào màn hình. Thì giờ đây Apple tôi thấy thì chúng mày kêu là nó lẹ vào màn hình, bọn tao cho nó tụt hẳn ở màn hình luôn. Thì thay vì là nó lẹ thì một cho nó tụt luôn. Thì Apple lựa chọn một cái phương án khác, đó là cho cái đấy thành cái pop-up luôn. Nhưng mà nói gì thì nói, Apple thì kiểu gì cũng bán được thôi. Cơ bản là năm nay camera ở trên cái dòng cao họ up từ 12 lên 48 megapixel. Các con rời iPhone như mình, người ta hồ đã đi tung hoa là camera thế này được nâng cấp. Thế cho nên là bản thân mình thì kiểu gì cũng mua con iPhone 14 Pro Max rồi. Thế đâm ra là mình chê thì mình cứ chê, mình kêu thì mình cứ kêu, nhưng mà mình mua thì mình cứ mua. Thế cái việc mà iPhone nó ra thì nâng cấp thì vẫn là nâng cấp thôi. Còn cái sản phẩm cuối cùng là con Apple Watch, tất nhiên là không phải con này. Thì nó có mỗi một cái đặc biệt là so với các phiên bản trước, bây giờ nó sẽ có một phiên bản chống chịu thời tiết đỉnh cao hơn. Cái phần màn hình nó sẽ làm nhô cao hơn so với bình thường để nó chống bị va đập vào phần bên cạnh. Thay vì các bạn vuốt ở bên cạnh nó mượt mượt, trơn trơn thì bây giờ các bạn sẽ phải chấp nhận là nó dơ lên, vuốt nó hơi gai hơn. Nhưng bù lại cái phần khung titanium đấy nó sẽ bảo vệ ra phần kính sapphire ngon hơn. Và tất cả các cái nút bấm thì nó đều chắc chắn hơn, nó bảo vệ chống chịu thời tiết ABC ngon lành hơn. Tất cả các cái phần dây để cài của cái phiên bản đặc biệt đấy nó cũng đều chắc chắn hơn, bền hơn. Nôm na nó là như vậy. Và với mức giá khoảng hơn 700 đô, gần 800 đô thì mình nghĩ rằng là về Việt Nam thì chắc là nó vẫn hơn 20 triệu như bình thường thôi. Mấy năm nay các ông có đôn lên hơn 30 triệu không nữa. Nhưng mà năm ngoái thì mấy cái bản kia thì nó cũng đã khoảng độ 24-25 triệu chính hãng ở Việt Nam rồi. Tổng hợp 3 nhóm sản phẩm chính, cho nên video có thể nó hơi dài hơn một chút. Hy vọng nó đưa lại cho các bạn những thông tin hữu ích. Còn thế thôi, đi ngủ đi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.